Shop gà dàn.com, shop Arc Verify với nhiều vòng quay may mắn nhận 9.000 kim cương. Thử vận may 50k nhận ngay nick khủng, đặc biệt giảm giá 50% nhân dịp Tết đến xuân về. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không vào ngay shop gà dàn.com. Một trạm bay màu, những trái quỷ cực bá đạo. Hello, chào mừng 500 anh em bác ngải tặc xăm soi, lại là mình đây, cơ trưởng, thuyền trưởng xăm lốp. Hôm nay thì các bạn sẽ đi cùng hoa tiêu đầu tảo của băng cùng khám phá những trái quỷ bá đạo nhá. Khi mà chúng có thể giải quyết đối thủ chỉ trong chớp mắt, nó thì sẽ khiến đối thủ bay màu, mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí là mất luôn mạng. Nghe có vẻ kinh kinh đúng không? Mà kinh thật luôn đấy chứ. Nếu bạn ghét đối nào, chỉ cần một chạm nhẹ thôi, nó sẽ lên thiên đàng gặp Diêm Vương ngay. Còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chủ nhân của những trái quỷ dưới đây nhá. Hobi Nomi. Nổ phát súng đầu tiên, chủ nhân của nó là Sugar, thành viên cấp cao của gia tộc Don Quixote. Hobi cho phép Sugar biến mọi sinh vật sống thành đồ chơi, sau đó thì lập kế ước khiến những đồ chơi đó, chúng sẽ trở thành nô lệ của cô ta. Kinh khủng khiếp hốt hoảng hơn nữa, người thân của nạn nhân này sẽ mất hoàn toàn ký ức về họ, như chưa từng tồn tại vậy. Năng lực này cực bá đạo, nó cho phép Sugar giải quyết đối phương chỉ bằng một cái chạm tay. Đây sẽ là một địch thủ vô cùng khó nhằn đối với bất kỳ đối thủ nào. Chỉ cần chạm tay một cái là bay màu luôn, thậm chí là tứ hoàng hay là đô đốc. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi, chứ chạm được vào mấy gã quái vật đấy không thì lại là một chuyện khác. Chỉ cần có haki quan sát cấp cao là biết thừa sẽ làm gì rồi, còn đâu mà chạm với trẻ đụng. Với năng lực của mình, cô ta đã biến vô số người dân Derosa, hải tặc, đấu sĩ tại đấu trường Corrida, thậm chí là những con vật thành đồ chơi phục vụ trong thương cảng ngầm. Robin cùng với một số thành viên trong hạm đội mũ rơm từng là nạn nhân của Sugar, thậm chí Luffy và Law cũng suýt bị biến thành đồ chơi nếu không có thánh Usopp bảo kê từ xa. Trái quỷ này còn có một tác dụng phụ khiến mọi chị em đều ao ước, đó là người ăn sẽ giữ nguyên hình dạng khi mà ăn trái quỷ này. Cô nàng Loli này có vẻ ngoài trông như một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng thật ra Sugar đã 22 tuổi rồi đấy, thật là vi diệu phải không anh em? Nhưng ông trời thì không cho ai cái gì tuyệt đối cả, ông trời cho mình sự đẹp trai nhưng lại lấy đi của mình sự giàu có. Sugar thì cũng vậy, cô nàng được ban cho trái quỷ bá đạo nhưng lại bị thọt đi sức mạnh về thể chất và tinh thần. Cô nàng rất dễ bị tổn thương, kích động, dẫn đến ngất xỉu. Mà khi đã ngất xỉu thì tất cả đồ chơi sẽ được giải thoát, lúc đó sẽ là thảm họa cho màn kịch Doflamingo dựng lên để che giấu cho tội ác của mình. Cho nên luôn có một thành viên cấp cao trong gia tộc là Chibo kè kè bên cạnh để bảo vệ Sugar khỏi các cuộc tấn công. Duy chỉ có duy nhất đống Usopp đã thành công dọa ngất Sugar. Anh em hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu trái quỷ này rơi vào một hải tặc mạnh mẽ, có tốc độ cực khét thì nó sẽ kinh khủng như thế nào? Ví dụ như là vua bóng tối hay là xanh, anh em hãy để lại ý kiến nhé. Hie Nomi của cựu đốc Aokiji hay còn được gọi với cái tên rap name Kuzan. Thông tin về Kuzan có rất nhiều trên các video của mình rồi nên mình sẽ không nói chi tiết về sức mạnh của ông nữa. Mình sẽ giải thích tại sao Aokiji có trong danh sách này. Với khả năng hóa đông của mình, Aokiji dễ dàng đóng băng mọi đối thủ trong nháy mắt. Nạn nhân đầu tiên là một con vua biển khổng lồ, tiếp đến là Robin, Luffy, Zoro và Sanji cũng được trải nghiệm phần nào rồi khi mà họ tấn công Aokiji. Nếu mà không giã đông kịp, chắc chắn họ sẽ bỏ mạng. Tại cuộc chiến thượng đỉnh, Kuzan đã đóng băng cả vịnh Marineford, cấp đông luôn cho đội trưởng đội 3 băng dâu trắng là Zuzu Kim Cương, vì thế anh ta hơi nóng nảy. Tiện thể xin luôn Real Love của Nami một tay về làm kỷ niệm. Chỉ có dân chơi hệ lửa như A, Akinu hay là Oven thì mới không sợ bị Aokiji hóa đông mà thôi. Hoặc trường hợp đặc biệt là trái chấn động của bố già dâu trắng. Chứ người bình thường mà bị đóng băng rồi thì còn làm ăn được gì nữa đâu anh em. Khi đó thì chỉ cần kẻ khác tác động một lực vào thì nạn nhân sẽ vỡ vụn như thủy tinh vậy, chấm dứt một cuộc tình luôn. Mà cái lạnh ngoài Bắc mới chỉ có 12-13 độ mà mình đã chả muốn làm gì ngoài chùm chăn lên giường rồi, chứ nói gì lạnh đến đóng băng. Không phải là do mình lười đâu nhá, do lạnh quá nên thằng em, thằng anh của mình nó bị tê liệt thôi, anh em đừng hiểu lầm nhá. Nikiu Nomi là một trong những nhân vật có số phận hẩm mưu nhất One Piece. Kuma bảo chúa sở hữu cho mình năng lực trái quỷ Nikiu vô cùng bá đạo. Trái quỷ này sẽ khiến đối thủ bay màu theo đúng nghĩa đen luôn nhá. Trước khi bị bắt biến đổi cơ thể và làm nô lệ cho Thiên Long Nhân, Kuma từng là một giám đốc của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành. Với khả năng của mình, Kuma sẽ đưa khách hàng đến một nơi mà họ muốn đúng với nhu cầu của họ chỉ bằng một cái chạm tay. Khách hàng sẽ ngủ li bì bên trong suốt quá trình di chuyển trong một bong bóng khí hình tai gấu.
Đến nơi, bong bóng tay gấu này sẽ vỡ ra và khách hàng sẽ tỉnh dậy tại đúng nơi mình muốn đến. Nếu sai thì cũng chả sao, vì bạn có thể hoàn toàn khiếu nại lại với đại diện của công ty. Mọi phàn nàn của bạn sẽ được công ty giải quyết và bồi thường bằng một quả bom không khí đưa bạn thẳng vào lòng đất. Với châm ngôn, vui lòng người đến, hài lòng người đi, công ty của Kuma ăn nên làm ra, ông giàu nứt đố đổ vách và đã gây chú ý với chính quyền thế giới. Bọn chúng gây sức ép với Kuma và dọa đóng cửa công ty của ông nếu ông không phục vụ chính quyền thế giới. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén và là cử nhân ngành quản trị kinh doanh, tất cả những điều trên là do mình chém gió ra thôi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Quả thực nếu mình có năng lực của trái Kuma thì mình đã giàu to rồi, chứ không phải làm YouTube như này. Anh em thấy hay thì hãy like cho mình nhé. Sức mạnh của trái Nikyu, mình đã phân tích kỹ tại video top những trái quỷ có sức sát thương mạnh nhất rồi, anh em có thể xem lại nhé. Trước khi cho ai đó bay màu, Kuma sẽ hỏi đối phương rằng nơi đâu họ muốn đến nhất và đáp ứng đúng nguyện vọng của họ. Ông đã cho bay màu Perona khi mà cô gặp ông tại Thorida Bắc. Tại quần đảo Sabaody, Kuma đã tìm những địa điểm phù hợp với từng thành viên trong băng ngũ dơm và đưa họ đến để họ luyện tập, phát triển hết những tiềm năng. Sau đó thì ông quay lại bảo vệ tàu Sunny khỏi bị tấn công. Kuma chính là ân nhân của băng ngũ dơm vì đã cho họ khoảng thời gian 2 năm quý báu để tập luyện. Rất mong Kuma sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn bây giờ. Doku Doku Numi. Nó thuộc sở hữu của cựu ngục trưởng Megalon. Nó cho phép ông ta tạo ra và kiểm soát mọi loại chất độc. Nghe thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng bạn đừng đánh giá thấp độc của Megalon nhé. Chúng ta thì vẫn hay nói vui với nhau là thông minh cả đời không hay hay, mà chơi ngu một lần cả làng biết. Đừng có dại mà thử độc dược của hắn ta đấy. Ở dạng cơ bản, độc của Megalon có màu xanh. Trong trận đánh Hydra, nó có thể khiến Luffy đến gần bờ vực của cái chết khi mà dính phải. Nếu mà không có hào quang nhân vật chính cùng với sự giúp đỡ của Mr. Chu và Ivankov, Luffy có lẽ đã đi trước đón đầu anh trai mình rồi. Khi Zoden cùng đồng bọn đột nhập vào Impel Down với thái độ lồi lõm, Megalon đã hành động nhanh gọn, dứt khoát là tung một đòn Hydra và cả đám khiến mấy tên này đau đớn quằn quại, rên ư như là chó trúng bả. Việc anh còn chưa xong, mấy chú còn trêu ngươi anh. Megalon sai. Cũng may cho lông đen là Silio mang thuốc giải đến kịp nên hắn mới có đất diễn tiếp, chứ mà ngỏm sớm quá thì fan A hả hay sao được. Dạng cơ bản mà độc của Megalon đã bá thế này rồi, còn trong dạng Demon thì ông ta đúng nghĩa là con quái vật thật sự. Độc của Megalon sẽ chuyển sang màu đỏ và tạo thành một con quái vật khổng lồ bao bọc toàn thân ông ta. Kể cả những tù nhân giam ở tầng 6 như là Jinbei, Crocodile thì cũng không dám chiến đấu trực tiếp với gã quái vật này. Trên đường tháo chạy đã có rất nhiều tù nhân phải bỏ mạng khi mà dính phải chất độc này. Đến hít phải thôi thì cũng đủ ngòm rồi, nói gì là dính phải. Không phải tự nhiên anh được cử đi trông coi cái nhà tù toàn chứa đầu trâu mặt ngựa này đâu. Tuy nhiên vẫn có thiên địch có thể khắc chế được sức mạnh của Doku Doku, đó là Smoothie, một trong ba tư lệnh ngọt của Big Mom. Vì với năng lực của mình, cô ta có thể vắt độc ra khỏi cơ thể như vắt cam, hay là Zeizu, chị gái của Sanji, của tập đoàn Kema 66. Bà chị này ăn được mọi loại độc, trừ độc đắt ra thôi. Không biết là cho hai người này chiến đấu với Megalon thì sẽ như nào nhỉ? Anh em để lại dự đoán ở bình luận bên dưới nhé. Trái quỷ chưa biết tên của Bonney. Tiếp theo trong danh sách này là một trái quỷ chưa biết tên được sở hữu bởi Jewelry Bonney, kẻ phàm ăn. Cô sở hữu khả năng từ cổ chí kim, ai cũng khao khát, đó là cải lão hoàn đồng. Qua những gì Bonney đã thể hiện ở quần đảo Sabaody 2 năm trước hay là những lần xuất hiện gần đây, năng lực mà Bonney sở hữu cho phép cô ta thao túng được tuổi thọ của bản thân và những người khác. Tại quần đảo Sabaody, Bonney đã vô hóa rất nhiều lính hải quân bằng cách biến họ thành trẻ con Sugar Baby hoặc là những lão già Sugar Daddy. Sau đó thì cô bị dâu đen tóm và được trao đổi với hải quân. Có vẻ thì Bonney có vai trò gì đó đặc biệt quan trọng với chính quyền thế giới nên họ mới quyết tâm đưa cô về bằng được. Rất nhiều thuyết âm mưu nói rằng năng lực thao túng tuổi tác của Bonney chính là sức mạnh tối thượng có thể khiến con người trở nên bất tử. Giả thuyết này cũng hợp lý vì nếu già rồi chỉ cần bảo Bonney trẻ hóa lại thế là xong. Thế thì bao giờ mới chết được đúng không nào? Nhưng mình nghĩ như thế thì mất cân bằng game quá, chắc phải có một giới hạn hay điều kiện nào đó thì mới làm bất tử được. Cái này phải đợi Oda tiết lộ thêm thôi. Tại những diễn biến mới nhất, Bonney đã xuất hiện trở lại. Cô dùng khả năng của mình để đột nhập vào thánh địa Marineroy khi mà hội nghị Revive diễn ra. Có vẻ cô có một mối liên hệ nào đó với bạo chúa Kuma vì cô đã khóc khi mà thấy Kuma bị hành hạ. Cùng hóng diễn biến tiếp theo nhé. Horo Horo no Mi. Vị trí cuối cùng là Horo Horo no Mi thuộc sở hữu của công chúa ma Perona. Đây cũng là một trái quỷ đặc biệt bá đạo không kém của Sugar và Bonney đâu. Tuy không khiến bạn bay màu nhưng cũng khiến bạn chả làm ăn được gì. Nói cách khác là bất lực đó.
Perona có thể tạo ra những con ma lơ lửng trong không trung. Những con ma này chỉ là hữu hình, không thể bắt hay nắm được nó. Nó thì có thể đi xuyên qua mọi vật chất. Khi mà đi xuyên qua con người, nó sẽ làm người đó trở nên bi quan, nhuệ khí bị giảm xuống kịch độ và mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Tuy chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng tầm đó thôi thì cũng đủ để đối phương ngậm ảnh rồi. Vì mấy con ma này còn có khả năng phát nổ nữa đấy nhá. Ma càng to thì nổ càng to. Hãy xem những con ma này trêu đùa với băng mùa dơm tại Thrida Bắc, cười đau hết cả bụng anh em ạ. Bộ ba quái vật cũng hoàn toàn bó tay trước năng lực của Perona, nhưng mà không sao, chuyện gì có thì đã có thánh lo. Đánh đấm bình thường thì quá tầm thường với thánh ngũ sốp. Mấy đối thủ khó nhằn như này mới đáng để thánh ra tay chứ. Kể cả băng không biết đối phó như thế nào thì những con ma như này chỉ có duy nhất Usopp là không bị ảnh hưởng, bởi cậu ta bi quan sẵn rồi, luôn nghĩ tiêu cực trong mọi hoàn cảnh. Mấy con ma bi quan của Perona cũng chỉ là muỗi đốt inox với cậu ta thôi. Ngoài Usopp có khả năng khắc chế được năng lực của Perona thì mình xin cử thêm một gương mặt vàng trong làng hài nữa, đó chính là chú hề Bucky. Nói về độ hèn hạ nhát chết thì Bucky quá là kỳ phùng địch thủ đối với thánh Usopp rồi, nhưng đừng vì thế mà bạn đánh giá thấp độ bá đạo của trái Horohoro nhé. Tuy nó không có tác dụng những kẻ hèn nhát, nhưng mà lại vô cùng khó chịu với những nhân vật mạnh mẽ. Nếu liên tục bị những con ma này bay xuyên qua người, thì làm gì còn khả năng chiến đấu nữa, lúc đó chỉ có nước nằm miên chịu đòn thôi. Tứ hoàng Herodok bay vào đây, chỉ cần dính một phát thôi, thì thịt ngòi nhá. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết sách giáo khoa thôi, còn vào thực chiến áp dụng được hay không lại là một chuyện khác. Những con ma này có tốc độ di chuyển khá chậm, những người di chuyển nhanh hay có haki quan sát hoàn toàn có thể né được dễ dàng. Perona đã bị Kuma cho bay màu trước khi mà những con ma của cô chạm được vào người ông ta, vì Kuma có tốc độ di chuyển nhanh kinh hồn. Mới cả bây giờ người dùng haki nhan nhản như sao trời thì cũng khó cho Perona có đất dụng võ. Tuy nhiên, đây cũng là một năng lực cực đáng gờm. Anh em hãy thử tưởng tượng, nếu Perona xuất hiện tại đầu quỷ hỗ trợ cho các siêu tân binh, đặc biệt là người yêu đầu rêu, đầu gối tay ấp với nhau trong 2 năm chiến đấu với hai tứ hoàng Big Kai thì sao nhỉ? Nếu hai ông bà tứ hoàng này dính phải ma của Perona mà cũng bất lực, khóc lóc ỉ ôi rằng: "Ôi chị ơi, em thương chị lắm, em vô cùng quá, biết vậy năm xưa đã giúp chị nhân giống thêm vài đứa rồi." Kaido nói. Big Mom đáp: "Hu hu, chị cũng thế, buồn cho cái thân già này, mang nặng để đâu vài chục đứa, mà có đứa nào ra hồn đâu, mấy thằng chồng cũ nào thì bé, nào thì yếu, chị sống gần 70 năm rồi mà chưa biết được mùi sung sướng là gì đây." Đó là những trái quỷ khiến đối phương bay màu cho một nốt nhạc. Còn trái quỷ nào có khả năng đấy nữa, các bạn hãy để lại comment ở phần bên dưới này nhé. Và đừng quên like cũng như là chia sẻ video để giúp bọn mình phát triển hơn nhé. Bây giờ, bye bye!